Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin phép được gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả, quý Phật tử đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, trong tất cả các căn bệnh đưa đến nguyên nhân tử vong cao hiện nay, thì bệnh lý về tim mạch là bệnh lý đưa đến tỷ lệ tử vong cao hơn cả căn bệnh về ung thư. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta ngủ thì tim vẫn tiếp tục hoạt động. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những căn bệnh về tim mạch dưới góc nhìn của một vị bác sĩ chuyên khoa. Và Ngọc Khanh xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh giới thiệu vị bác sĩ chuyên khoa của chúng ta. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình rất là hân hạnh được mời bác sĩ Dan Lê. Thật ra là tuy vậy là Dan, đúng không ạ? Dan Lê là một bác sĩ chuyên khoa về tim và cũng là về interventional, tức là bác sĩ về tim có sự can thiệp. Yeah. Bác sĩ Dan có thể giới thiệu chút xíu về mình không ạ? Xin kính chào bác sĩ Bảo Khanh, xin kính chào MC Khanh. Yeah. Và xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Dan Lê. Tôi chuyên khoa về tim mạch và tim mạch can thiệp. Trước đây tôi làm việc ở Chicago, thì tôi mới mua về Little Sài Gòn trong thời gian gần đây. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mà Ngọc Khanh gặp lại bác sĩ Dan Lê ở đây là một cái duyên rất là lớn, bởi vì cách đây một năm, trong lúc mà Ngọc Khanh cùng thực hiện show với bác sĩ Chính Mai, thì bác sĩ Dan Lê ngồi ở ngoài phòng thu và quan sát Ngọc Khanh và bác sĩ Chính Mai thực hiện show. Và khi đó thì bác sĩ Dan Lê có nói rằng là rất là muốn lên chia sẻ các căn bệnh về tim mạch, nhưng rất là hồi hộp là bởi vì cái tiếng Việt chưa có giỏi lắm. Còn bây giờ là bác sĩ Dan Lê nói rằng tiếng Việt đã thuần thục rồi và cảm thấy rất là tự hào để có thể phục vụ cộng đồng của chúng ta tại đây. Vì vậy là bây giờ Ngọc Khanh xin mời bác sĩ Ngọc bà Bảo Khanh và bác sĩ Dan Lê mình chia sẻ về căn bệnh ạ. Vâng, hôm nay hay là mình nói về bệnh nhồi máu cơ tim, bác sĩ Dan. Bác sĩ Dan thấy sao? Em thấy kính thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, bệnh suy tim hoặc là nhồi máu cơ tim là những bệnh rất là thông thường gặp ở mọi lứa tuổi. Mà thưa quý vị, trước đây á mình thường thấy những bệnh về tim mạch thì liên quan đến người lớn tuổi. Mà thời gian gần đây thưa quý vị, bệnh tim mạch càng ngày càng xuất hiện ở những người rất là trẻ tuổi. Đôi khi họ chỉ có 30 tuổi, 40 tuổi thôi mà họ đã vào cái suy tim hoặc là bị bệnh mạch vành, thưa bác sĩ Bảo Khanh. Wow, bác sĩ Dan, thì mình cũng đọc trên cái tờ báo CDC hoặc là trên mạng là Center for Disease Control đó, thì họ có theo cái thống kê là họ có khoảng 6.2 triệu người trong nước Mỹ này hiện tại ngay bây giờ mang bệnh suy tim. Nghe con số quá ghê gớm bác sĩ Dan. Số rất là cao bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị. Bệnh suy tim càng ngày càng nhiều hơn. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, trên toàn thế giới thì hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, giống như MC Khanh vừa mới nói, là ung thư và bệnh tim mạch. Nhưng thưa quý vị, bệnh tim mạch thường nó xuất hiện rất là đột ngột, bởi vì mình phải biết cách phòng ngừa và chẩn đoán sớm, bác sĩ Bảo Khanh, để mình điều trị kịp thời và phòng ngừa kịp thời, để không dẫn đến những cái biến chứng hoặc là những tình huống rất là xấu xảy ra khi mình không phát hiện kịp. Hay quá. Thì bây giờ thưa vị, thì giờ có một trường hợp bác sĩ Dan, thì bây giờ là bác sĩ gia đình, thì đôi khi nghe người ta kêu là như bác sĩ Dan nói đó, là đôi khi nó rất là đột ngột, thì bệnh nhân thường hỏi than với mình là tôi thấy hơi khó thở. Có thể không phải là tức ngực mà hơi khó thở. Hoặc là họ nằm xuống rồi cái dưới là thấy nó ngộp. Hay là họ cảm thấy là sao người nó cứ sưng chân, sưng tay, nó phù ra. Thì không biết là cái đó là nó liên quan đến bệnh tim không bác sĩ Dan, hay là thế nào? Thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, khi mà những cơn khó thở thưa quý vị thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Mà thưa quý vị, cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân thường gặp của cơn khó thở đó là triệu chứng của suy tim. Thưa quý vị, bình thường thưa quý vị, mình đi một đoạn đường khoảng 5 block đi quý vị, khoảng 1 mile thì quý vị cảm giác nó bình thường. Nhưng mà khoảng vài tháng nay quý vị đi khoảng một đoạn đường rất là ngắn, khoảng nửa mile thôi, quý vị cảm giác rất là khó thở rồi. Càng ngày đoạn đường đi quý vị càng rút ngắn lại, quý vị cảm giác rất mệt lắm, hụt hơi khó thở. Đó là một những triệu chứng của suy tim. Và đặc biệt thưa bác sĩ Bảo Khanh và thưa quý vị, khi mình ngủ vào buổi tối, bình thường mình chỉ kê một cái gối thôi. Nhưng mà
mình chở cảm giác rất là khó thở, mình phải kê hai cái gối, ba cái gối lên, nằm đầu cao lên, mình mới thấy nó mới dễ thở hơn. Dạ, đó cũng là một trong những triệu chứng của system. Và đặc biệt thưa quý vị, có những lúc á, mình đang ngủ mà triệu chứng mình cảm giác khó thở rất là đột ngột, mình phải thức dậy ngồi dậy, ngồi thẳng người như vậy thì mình thấy dễ thở hơn thưa quý vị. Hoặc là mình bị những triệu chứng sưng ngay chân, hoặc là sưng ngay tay, đó là một những triệu chứng gây suy tim thưa quý vị. Bác sĩ Đen, thì bây giờ bác sĩ Đen, bây giờ đó mà người bệnh nhân họ tới với mình, họ cũng than là sưng chân sưng tay, khó thở, mệt mỏi. Nhưng mà thường thường nếu là một bác sĩ gia đình thì mình có nên chạy một cái test nào ngay lập tức để mà có thể mình phân biệt được liền không bác sĩ Đen? Dạ, thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, thường khi quý vị đến bác sĩ thì bác sĩ sẽ làm cho quý vị cái bước đầu tiên gọi là EKG hoặc là điện tâm đồ để coi cái điện tâm đồ trong tim của quý vị. Và sau đó thì bác sĩ của quý vị sẽ khám bệnh cho quý vị rất là kỹ càng, thì xem coi quý vị có những triệu chứng nào trên lâm sàng của CT hay không. Và ví dụ những triệu chứng điển hình trên lâm sàng của CT quý vị là cái người ta gọi là JVD. Lúc đó cái JVD của mình nó positive, nó cao hơn bình thường. Hoặc là khi mà bác sĩ của quý vị khám phổi của quý vị đó thì cảm giác nó giống như những cái crackles, rails ở trong cái phổi của quý vị đó. Tức là khi đó mình giống như là ứ động nước trong cơ thể của mình và ứ động nước lên phổi luôn. Và khi đó quý vị cảm giác là chân quý vị bị sưng. Và khi bác sĩ quý vị khám trên lâm sàng á, thì có thể gan của quý vị á, có thể bự hơn chút xíu, tại vì đôi khi nó gây ứ nước trong gan thưa bác sĩ Bảo Khanh. Và khi mình ứng vào gan á, thì cái tĩnh mạch cổ mình nó sẽ nổi nhiều hơn. Đó là một trong những triệu chứng suy tim. Thế là bây giờ như bác sĩ Đen nói đó là khi mà tới phòng mạch của mình thì họ than những cái triệu chứng đó thì cho họ nằm xuống lên coi cái tĩnh mạch cái cổ đó nó có bị đưa cao lên hay không, mình thấy nó phập phùng. Cái đó là cái hay. Và mình nghe phổi nó kêu giống là cái tiếng nước, cái tiếng bọt nó kêu á. Thế là bắt đầu mình phải nghi rồi. Khi mà ấn cái tay mua cái hai cái bên chân mà nó bị thủng vào đó. Như nó có mấy cấp mà bác sĩ Đen? Cấp 1, 2, 3 thì đó. 1, 2, 3, 4, Rồi thì nếu mà như vậy thì mình thấy là nếu mà nó vô sâu mình sẽ nghi hơn. Rồi và điện tâm đồ mình cũng nghi hết rồi. Thì bây giờ mình bác sĩ Đen nghĩ là mình chỉ cho thuốc đi về hay là nên chạy cho bác sĩ tim luôn? Thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, lúc đó tốt nhất thưa quý vị là nên đi đến bác sĩ tim. Thì lúc đó quý vị đến bác sĩ tim á, thì bác sĩ tim sẽ làm những cái test further evaluation bác sĩ Bảo Khanh. Khi bác sĩ quý vị về đến bác sĩ tim á, thì bác sĩ tim sẽ làm cho quý vị những cái test tiếp theo. Thứ nhất là siêu âm tim thưa quý vị, siêu âm tim hoặc là the ultrasound of the heart á, người ta gọi là siêu âm tim. Thì khi đó mình sẽ xem cái chức năng tim của quý vị nó bóp mạnh hay là bóp yếu. Và bác sĩ sẽ có thể xem tất cả những cái van trong tim của quý vị luôn để to make sure quý vị không có bị hẹp van tim hoặc hở van tim gì cả. Thế bác sĩ Đen, nếu mà trường hợp mà khi bác sĩ họ quýnh quá nên họ chích một mũi hay là vô cái thuốc thuốc lợi tiểu đi. Thế là mình đã diuresis cho nó cái lốt nó dài hết rồi. Thì khi mà cái họ chạy đến bác sĩ tim, nếu là mình bị đau đi cho thuốc đau trước rồi đi khám sau. Thì mình cho thuốc lợi tiểu xong họ chạy bác sĩ tim thì lúc mà siêu âm thì mình còn thấy triệu chứng nữa không hay là có thể nó giải quyết mất, bị mất được cái evidence. Cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh. Câu hỏi bác sĩ Bảo Khanh rất là hay. Kính thưa quý vị, khi mà bác sĩ gia đình của quý vị cho quý vị uống thuốc lợi tiểu thì tại vì khi mà suy tim thưa quý vị thì mình ứ động nước trên toàn cơ thể của mình, thì bởi đó là lý do sao mình ứ động nước trong phổi của mình, đó là lý do sao mình khó thở, mình ứ động nước trong phần chân hoặc tay của mình, đó là lý do sao mình bị phù thưa quý vị. Thì bác sĩ gia đình của quý vị cho quý vị uống thuốc lợi tiểu thì mục đích là cho quý vị đi tiểu nhiều hơn để giảm cái độ phù và cái độ khó thở trong cơ thể của quý vị. Nhưng mà khi quý vị đến bác sĩ tim á, thì mình làm siêu âm tim thưa quý vị, cái chức năng tim nó vẫn không thay đổi thưa quý vị.
nó vẫn không thay đổi. Nếu mà quý vị cái tim quý vị đã yếu rồi đó, thì khi mà siêu âm tim lên á, thì mình phải thấy cái tim quý vị nó bóp không như bình thường, nó sẽ bóp yếu lại. Dạ. Và kính thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, bình thường á, cái chức năng tim của mình á, nó gọi là EF á, nó bóp khoảng từ 55-60% thưa quý vị, không có người nào 100% cả, nó khoảng là 55-60% thôi. Dạ. Khi mình bị suy tim á, thì mặc dù quý vị uống thuốc lợi tiểu rồi, thì đến phòng mạch bác sĩ thì nếu mà quý vị trái tim bị giảm thì nó vẫn giảm thưa quý vị, nhưng mà trừ trường hợp mà duy nhất thưa bác sĩ Bảo Khanh và thưa quý vị, suy tim mình chia làm hai loại suy tim. Suy tim thứ nhất á, là suy tim tâm, nó gọi là heart failure with EF, suy tim giảm cái chức năng tâm thu á. Dạ. Còn cái hai là gọi là heart failure preserve EF, là suy tim tâm trương. Là cái suy tim tâm thu là sao quý vị? Trong trái tim mình bóp thường chia hai cái đoạn, cái tâm thu á, cái tâm thức trái của mình á, nó bóp máu là nuôi toàn bộ cơ thể mình, gọi là tâm thu. Dạ. Còn suy tim tâm thu thưa quý vị, là khi mà cái máu bóp không đủ mạnh, giống như cái máy bơm quý vị, nó bóp không đủ mạnh để nuôi máu toàn bộ cơ thể của mình, gọi là suy tim tâm thu. Còn thì khi suy tim tâm thu á, suy tim tâm thu thưa bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị, khi quý vị uống thuốc lợi tiểu vào, thì khi mà quý vị suy tim thì nó vẫn suy tim thôi, chức năng không cải thiện được. Còn thưa quý vị, khi suy tim tâm trương, thưa quý vị, suy tim tâm trương là khi mà trong thời kỳ tâm trương, cái tâm thức trái mình nó giãn ra để máu từ left atrium nó đổ về cái left ventricle, nó giãn ra, mà khi nó giãn ra không giãn mạnh quá, không giãn đủ mạnh, thì máu từ cái tầng trên là tâm là left atrium đó, nó đổ xuống không được nhiều, và khi cái áp lực, thưa bác sĩ Bảo Khanh, áp lực của cái left ventricle nó cao sẵn rồi. Ví dụ như cái left atrium là cái tầng trên của mình đó, nó đẩy xuống, thì theo cái trọng lực, thưa bác sĩ Bảo Khanh, và cái mitral valve nó đẩy xuống, thì bình thường á, cái left ventricle mình cái áp lực nó không có nhiều trong thời kỳ tâm trương, máu đẩy xuống rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mình bị heart failure reserve EF á, thì cái tâm thức trái của mình á, cái áp lực nó cao sẵn rồi, bởi cái dòng nước mà nó chảy từ trên xuống dưới nó bị hạn chế, tại vì cái áp lực lên nó nặng rồi, nó tống nước ngược lại lên. Nó tống ngược lại lên cái tầng trên, mà cái tầng trên quý vị, the left atrium này, nó sẽ tống ngược máu về lại cái phổi của mình. Đó lý do sao á, mặc dù cái chức năng tim mình bóp vẫn bình thường, nhưng mà cái cơ tim mình nó không giãn bình thường, nó gọi là suy tim tâm trương á, thì máu vẫn ngược lên phổi của mình. Đó là lý do sao mình vẫn bị khó thở. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị, khi bác sĩ gia đình quý vị cho quý vị uống thuốc lợi tiểu á, thì cái khi mà mình làm siêu âm tim, mà khi mà siêu tim tâm trương á, thì khi đó có thể quý vị tiểu ra nhiều quá hết rồi, thì cái áp lực của cái tâm thức trái của quý vị á, nó trở lại bình thường. Nó trở lại bình thường thưa bác sĩ Bảo Khanh. Thì lúc đó có thể mình không thấy được trên cái siêu âm tim. Tại trên cái siêu âm tim mình có thể đo được áp lực của cái left ventricle. Thì mình cũng không thể thấy được cái đó. Vâng, bác sĩ đang giải thích hay quá. Có một cái thắc mắc là trong hai cái loại siêu tim đó, thì những cái em lực sĩ thể thao này nọ đó, họ có rơi vào cái thành phần nào không bác sĩ Dan? Cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh và kính thưa quý vị. Thường quý vị thấy những người lực sĩ họ rất là khỏe mạnh, cơ bắp họ rất là nhiều, nhưng đôi khi họ tập thể dục rất là nhiều, mà đôi khi quý vị họ chết trên sân cỏ, mà khi nào cũng không hay nữa. Thì có cái đó gọi là những cái bệnh gọi là cái phì đại cơ tim. Bệnh phì đại cơ tim, thưa quý vị, bình thường á, cái cơ tim của mình á, nó dày như vậy, phì đại cơ tim quý vị, nó dày hơn bình thường. Nó dày hơn bình thường. Cái tim mình quý vị, nó gọi là the left ventricle với the right ventricle. Cái thành mà giữa vách ngăn của cái hai cái đó là cái loại vách ngăn của hai cái đó. Khi mình bị phì đại cơ tim, thưa bác sĩ Bảo Khanh, thì cái vách ngăn nó lớn hơn. Nó lớn hơn bình thường, nó dày hơn bình thường. Thì cái động mạch, thưa quý vị, khi mà tâm thức trái của mình, thời kỳ tâm thu, tâm thức trái mình bơm máu lên cái động mạch chủ để nuôi toàn bộ máu cơ thể của mình, mà khi mình bị phì đại cơ tim, của thường những mình hay gặp mấy người lực sĩ đó, thì cái phì đại cơ tim ở ngay cái septum á, nó sẽ lớn hơn bình thường. Thì cái vách ngăn đó. Vách ngăn đó, vách ngăn.
thì nó sẽ chèn ngay cái động mạch chủ của mình á, nó dày lên chèn động mạch chủ của mình, bởi lý do sao máu á nó bóp ra cái từ left ventricle ra aorta, nó bóp nhưng mà bị chèn ép lại chỗ đó, bởi bị tắc nghẽn chỗ đó, bởi móc bố ra toàn bộ cơ thể mình không đủ. Bởi vì đôi khi là họ dẫn đến suy tim và họ chết đột ngột, bác sĩ. Ngọc Khanh xin cảm ơn bác sĩ Đen Lê và bác sĩ Bảo Khanh. Chúng ta xin tạm ngừng phần 1 của chương trình tại đây, và phần 2 của chương trình sẽ được trở lại trong vài giây phút tiếp theo.